Vâng, chào các bác nhé. Là em Thành Ô Tô, thì ngày hôm nay em Thành Ô Tô đang làm cái clip để test cái kính trần toàn cảnh của chiếc VinFast VF9 nhá. Xem có thực sự là nó bị hấp nhiệt không. Đây, ngoài trời đang nắng rất to. Đang nắng rất to. Và theo cái cảm nhận của em Thành Ô Tô thì cái kính trần này sờ vào đây cũng sẽ hơi nóng đấy ạ. Nhưng mà chiếc xe VinFast VF9 này đã được trang bị kính trần toàn cảnh, là được trang bị là ba lớp kính, giữa hai lớp kính sẽ là một cái lớp cách nhiệt các bác nhá, một lớp kính cách nhiệt rất là tuyệt vời. Đây, ngồi trong xe nhưng mà nếu mà để mà chói mắt thì cũng không có độ chói mắt đâu ạ, sẽ không có độ chói mắt lắm đâu ạ. Đấy, và sờ vào cái kính này thì chúng ta có thể cảm nhận được là vẫn có hấp thu nhiệt một chút, vẫn có hấp thu nhiệt, vẫn sờ vẫn nóng, sờ vẫn hơi nóng các bác nhá. Và chắc chắn rồi, nó sẽ không bằng được là cái phiên bản Eco được. Chống nóng sẽ không bằng phiên bản Eco được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải đánh đổi. Nếu mà chúng ta muốn một chiếc xe nhìn nó sang trọng khi ngồi bên trong như thế này thì chúng ta sẽ phải đánh đổi thôi. Đấy. Thì các bác có thể tùy chọn là lấy bản Plus hay là bản Eco. Thì chúng ta sẽ tùy vào cái nhu cầu và tùy vào cái sở thích của cá nhân chúng ta. Tuy nhiên thì đây, kính trần đây, khi mà ngồi đi ở ngoài đường như thế này, chúng ta sẽ được ngắm một cái bầu trời trong xanh khi mà ngồi trong xe, và có thể thư giãn thoải mái với lại cái ghế massage, thư giãn thoải mái với cái ghế massage như thế này. Đấy, đồng thời là nhâm nhi chút cà phê vào đây. Đấy, đúng là hàng ghế gọi là hàng ghế chủ tịch đúng không ạ. Đấy, vừa được ngắm bầu trời trong xanh, lại vừa được uống cà phê, thưởng thức cà phê nhâm nhi trong xe, và vừa được massage thư giãn rất là tuyệt vời khi mà chúng ta mua chiếc VinFast VF9 bản Plus 6 ghế này các bác nhé. Đấy, đọc báo, nghe nhạc rất là chill khi mà chúng ta ngồi trên VinFast VF9 bản Plus này các bác nhé. Tuy nhiên thì chắc chắn rồi, kính trần sẽ không bằng lớp tôn rồi là trang bị thêm lớp lý được đúng không các bác. Đấy, điều đó là điều chắc chắn nhá. Hấp thu nhiệt của chiếc VinFast VF9 và lớp chắc chắn sẽ cao hơn so với VinFast VF9 bản Eco. Chắc chắn rồi. Đây, kính trần toàn cảnh nhá. Tăng thêm cái ánh sáng khi mà chúng ta ngồi trong xe. Đây, và ánh nắng vẫn hơi chiếu vào một chút, vẫn nhìn rõ cái vệt nắng. Đấy. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe VinFast VF9 thì hãy nhanh tay nhanh chân nhấc máy lên gọi ngay cho em Thành Ô Tô theo cái số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn cũng như là báo giá chi tiết đầy đủ cho các bác thông qua Zalo. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.